nhiều trải nghiệm tại Phoenix Club Vinh thì mình có rất là nhiều cái ấn tượng về dịch vụ tại nơi này. Đến với tập tại trung tâm thì mình không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn thoải mái về tinh thần. Sau một ngày đi làm rất là mệt, mình cảm nhận được là các cái máy móc tại cái trung tâm rất là hiện đại, không gian rộng rãi, thoải mái, mát mẻ. Mình có rất là hứng thú để đi tập gym cùng với huấn luyện viên. Có người bày dạy cho mình từng các cái bước tập bằng máy, tập khởi động. Thế mình cảm thấy kết quả nó rất là được như mình mong muốn.